Xin chào tất cả mọi người ạ, em là Cảnh Hàng Bánh Nhật ạ. Hôm nay em có về thêm một số đồ nghề Nhật Bản nữa. Hôm nay thì em có hai cái bàn ủi quần áo này và cái súng xịt sơn, rồi máy hút bụi, rồi vòi xịt nhà vệ sinh, bánh xe, rồi bình giữ nhiệt, thùng đồ và một số mặt hàng Nhật bãi khác, mặt hàng đồ nghề Nhật bãi. Mã đầu tiên hôm nay là mã H. Đầu tiên là mã H1 ạ. H1 là một cái bàn ủi của hãng Toshiba, bàn ủi của hãng Toshiba. Đây, nó có cái hộp bằng nhựa Toshiba này. Đây, cái bàn ủi này thì nó còn rất là đẹp nha các bác. Nó còn đẹp nguyên. Cái bàn ủi này là loại bàn ủi không dây này. Đây, ví dụ như đây nó có một cái đế này, các bác cắm vào thì đặt cái bàn ủi lên nó sẽ nóng. Nó sẽ nóng cái mặt cái bàn ủi này. Rồi các bác sẽ ủi quần áo đây, nó còn mới nguyên nha các bác. Cái mặt ủi cũng còn, mặt của bàn ủi cũng còn rất là đẹp, không có bị trầy xước gì ạ. Chiều dài của nó là khoảng 21,5 cm, bề ngang của nó là khoảng 10 cm. Cái này bàn ủi hơi có hơi nước này, các bác mở cái công tắc, mở cái nắp ở đây ra, các bác đổ nước vào này. Đây, nó có mấy cái công tắc. Cái này em đã test thử hết rồi nha bác. Cái này, bàn ủi này thì vẫn còn xài hoạt động bình thường và còn rất là mới. Đây, Toshiba Japan này. Điện của nó là điện 100V và công suất của nó là 1200W, 1200W ạ. Còn rất là mới ạ. Cái này là mã đầu tiên là mã H1, nó là 850 ngàn. H1 850 ngàn ạ. Mã số tiếp theo là H2. H2 cũng là một cái bàn ủi quần áo. Cái này là bàn ủi dạng bàn ủi cầm tay này. Thì nó có cái này, nó có một cái đế để mình khi mình ủi quần áo thì mình có thể đặt cái nó lên, không nó đặt xuống nền thì nó có khi nó sẽ bị cháy quần áo hoặc là cháy đồ á. Tem mác còn nguyên ạ, cái này còn rất là mới ạ. Cái bàn ủi này thì cái này bàn ủi đứng. Cái này các bác có thể là treo quần áo lên móc và các bác ủi đứng cũng được nha bác. Hoặc là nó có hai cái mặt của bàn ủi này, một cái mặt phẳng này để mình ủi nằm cũng được mà ủi đứng được. Đây, có mặt này thì nó có lông này, lông đó. Cái này em test thử các bác coi nhé. Đây, cắm vào nó lên điện đỏ này, cắm vào đây đó. Này thì quay thì nó nháy vậy thôi chứ ở bên ngoài là nó không nháy nhá. Lên điện đỏ khoảng mấy giây là nó sẽ lên điện xanh là nó đủ nhiệt độ rồi ạ. Đó, còn mới, công suất của nó là điện là 100V và công suất là 800W, 800W và còn mới nguyên. Cái này thì ở ngoài thì nó không đỏ, không nháy mà quay qua video nó nháy. Đây, nó có một cái nút giống điều chỉnh nhiệt độ này các bác. Đấy, nó có hình cái hơi nhiệt độ này. Đây, có một cái công tắc nữa. Đây, có công tắc đèn. Cái mã này là mã H2, nó là 600 ngàn, nó làm nóng rất là nhanh nha bác. Khoảng 2-3 giây là nó đã nóng cái mặt của cái bàn ủi lên rồi. H2 nó là 600 ngàn, còn mới, chưa qua sử dụng, tem mác còn nguyên. Cái mã số tiếp theo là mã H3. Mã số tiếp theo là mã H3 là một cái một cái máy hút bụi mini. Cái máy hút bụi mini này nó của hãng là Tamasio Made in Japan. Cái máy này thì nó chạy bằng pin và mình có thể sạc được nha bác. Đây là cái cổng sạc ở đuôi của cái máy, sạc được. Và nó có hai đầu, một đầu là đầu hút bụi và một đầu là đầu thổi bụi. Đây, nó có cái công tắc mở đây, đầu thổi bụi, có hai đầu. Cái này thì nó sẽ thích hợp cho những bác nào mà hút những cái bụi nhỏ hoặc là lông thú cưng các loại trong những cái không gian hẹp như là phòng ngủ hoặc là ô tô, gara của ô tô các thứ nha các bác. Hút trên ô tô hoặc là phòng ngủ các loại. Đây, nó có thêm mấy cái đầu nối nữa. Cái đầu nối, nó có đầu nối, đầu hút chân không này và đầu thổi bụi nữa. Mà đầu này là đầu thổi này. Này, H3 nó là 350 ngàn. Đây, nó có một cái sợi cáp sạc, sợi cáp sạc. H3 là 350 ngàn. Mã số tiếp theo là mã H4 đó. Mã số tiếp theo là mã H4.
là một cái súng xịt sơn. Cái này nó của hãng Osaka Japan. Cái súng xịt sơn này thì bình sơn của nó là bình sơn trên, mà mã của súng là F75. Cái súng xịt sơn này là H4, nó là 350 ngàn. Mã số tiếp theo H5 cũng một cái súng xịt sơn. Cái này thì nó của là Mac Pro Japan. Mã của cái súng này là F75, và cái này là súng xịt sơn bình sơn dưới. Bình sơn khá là lớn ấy. Nó đựng được khoảng 1 lít sơn ạ. Cái này H5 nó là 400 ngàn. Cái mã số tiếp theo là mã H6 ạ. Mã số tiếp theo là mã H6, nó là một cái khóa nước. Cái khóa nước này thì nó của hãng là Ikohama Made in Japan. Nó làm bằng thép, làm nó làm bằng inox 304 nguyên khối ạ. Inox 304 này. Và cái đầu vòi của nó thì nó có thể tháo rời ra được nha bác. Các bác có thể lắp đầu rộng vòi khác vào được, tháo rời đầu vòi ra được. Làm bằng inox 304. Cái này H6 là 110 ngàn một chiếc, 110 ngàn. Mã số tiếp theo là mã H7 ạ. H7 là một cái vòi xịt nhà vệ sinh. Cái vòi này thì người ta có cho thêm hai con ốc vít để mình bắt cái giá để treo súng, cái vòi súng xịt sơn này. Và cái súng xịt sơn này thì nó của hãng là Toto Japan ạ. Nó cũng làm bằng inox 304. Và cái sợi dây ống nước này thì nó dài là 1m2, và nó cũng làm bằng inox 304, chống dập, chống vỡ. Đây. SUS 304 ạ. Một cái vòi xịt nhà vệ sinh này là nó là H7, nó là 250 ngàn ạ. H7 250 ngàn một chiếc. Mã số tiếp theo là mã H8 ạ. H8 là một cái tai nghe Bluetooth. Nó còn mới nhá, của iPhone ạ, còn nguyên trong hộp. Đây nó còn mới chưa qua sử dụng này. Và đây trên bên này nó có dập chữ Nhật Made in Japan này. Và trong này, cái này nó có còn nguyên, nó còn nguyên cái ni lông nó quấn trong cái tai nghe này. Đấy, nó có hai cái tai nghe như thế này ạ. Này về các bác chỉ cần bật Bluetooth của máy điện thoại lên rồi kết nối với này tai nghe là xài được nha bác. Mới chưa qua sử dụng. Đây nó có cho thêm một cái cáp để mình cáp sạc nữa này. Cái hàng này là H8 là 320 ngàn. Mã số tiếp theo là mã H9 ạ. H9 là một cái quạt đeo cổ. Cái quạt này thì nó của hãng là Joy House Made in Japan. Ở hai bên thì nó có hai cái quạt nhỏ này, và nó có một cái công tắc bật ở đây, và nó có 5 chế độ quạt nha bác. Đây, số 1 này, số 2 này, số 3, số 4 và số 5. Đó. Quạt gió rạng rất là mát ạ. Và ở đây thì nó có một cái cổng sạc đây được bác. Các bác về cắm cục sạc và là sạc điện nhé. Bên trong nó có pin đấy. Khi nào hết pin thì các bác cắm cục sạc và là sạc được. Đây công tắc đây. Có 5 chế độ, 1, 2, 3, 4, 5. Cái này là H9, nó là 250 ngàn. Quạt đeo cổ H9, 250 ngàn. Mã số tiếp theo là H10 ạ. H10 là một cái bộ dĩa gồm dĩa ăn trái cây, gồm 10 cái cây dĩa. Nó cùng kích thước, cùng giống nhau. Chiều dài của cây dĩa là nó dài là khoảng 12,3 cm. Nó làm bằng inox này, làm bằng inox. Và nó thiết kế giống cái hình cây trúc, đốt trúc ạ. Giống hình đốt trúc. Này thì dĩa này mình mua về mình ăn trái cây hoặc là mình ăn ốc cũng được ạ. Ăn ốc cũng được, gồm 10 cây như thế này nha bác. Này H10 nó là 100 ngàn, 10 cây. 10 cây 100 ngàn. H10 ạ, 100 ngàn. Mã số tiếp theo là H11. Là một cái chảo chống dính, chảo vuông. Chảo này thì nó có chiều dài là 18 cm. Chiều ngang của cái chảo này thì nó là 13 cm.
và cái lòng của nó sâu là 3 cm, lòng sâu 3 cm. Đây, chảo của Nhật rất là dày nha mọi người. Này thì nó xài được bếp ga, bếp điện, bếp từ các loại nhá. Và lớp sơn men tráng bên ngoài thì còn rất là đẹp. Cái này chảo còn đẹp này. Nó có tem mác đấy ạ. Tem mác còn nguyên ở trên cái cán của cái chảo. Này thì mình mua về mình chiên trứng hoặc là mình chiên bánh cũng được nha các bác. Đó. Cái chảo này là H11 là 200.000, 200. Còn tương đối là đẹp ạ. Lớp sơn, lớp men mạ còn nguyên này. Này chắc người ta cũng mới sử dụng hoặc chưa sử dụng nên nó còn lớp men nó vẫn còn rất là đẹp. Này H11 là 200.000. Mã số tiếp theo là H12. H13 là một cái bộ bình, nó gồm có cái bộ bình giữ nhiệt và ly uống nước giữ nhiệt. Cái bình giữ nhiệt này thì mấy nó có 3 cái ly này các bác. 3 cái ly nó cũng làm bằng inox 304 và nó canh nhiệt giữ nhiệt. Cái ly này thì nó làm thành cái nắp của bình cũng được. Đấy, mình xoáy vào thành cái nắp của bình. Chiều dài của bình là 24 cm. Đường kính của cái bình là nó là 6,5 cm và nó đựng được khoảng 0,5 lít nước, 0,5 lít nước này, làm bằng inox 304. Canh nhiệt. Nó gồm một cái bình và 3 cái ly để uống nước uống trà này. Này H12 là 150.000, cũng còn mới chưa qua sử dụng. H12 150.000. Mã số tiếp theo là H13. Lại cũng một cái bình giữ nhiệt. Cái bình này thì nó của hãng là Joji Rushi, có logo hình con voi made in Japan. Cái bình này thì nó có chiều cao là 29 cm và đường kính của cái đáy bình là nó là 10 cm. Và nó đựng thể tích của nó là một khoảng 1,3 lít. Nó có cái quai để sách này. Và bên trong nó có một cái lưới nọc. Lưới nọc cũng làm bằng inox 304 này. Đây, còn mới chưa qua sử dụng. Cái bình giữ nhiệt này là mã số là H13. Nó là 330.000 ạ. H13, 330.000. Mã số tiếp theo là H14 ạ. H14 là một cái cặp lồng đựng cơm. Cái cặp lồng này thì nó có chiều cao là khoảng 25 cm và chiều đường kính của nó là khoảng 14 cm. Đây, nó cũng làm bằng inox này và này nó của Đức, của lô hạng của Đức, made in Germany, có logo hai hình người. Quai sách của nó thì cũng được làm bằng inox. Nó có một cái nắp đây ở trên này. Ở bên trong thì nó có thêm, người ta cho thêm hai cái khay nhỏ nữa để nó ngăn cách ra, nó làm thành 3 cái tầng. Khay nhỏ thì mình đựng thức ăn này, rồi khay lớn mình đựng canh hoặc là mình đựng cơm cũng được ạ. Và cái lòng của nó sâu là 13 cm, lòng sâu 13 cm. Nó cũng cách nhiệt và giữ nhiệt được nha các bác. Cách nhiệt cái này nó có hai lớp, ở giữa nó có một cái lớp cách nhiệt ạ. Này H14 nó là 250.000. Mã số tiếp theo H15 ạ. H15 là một cái cuộn băng keo chống thấm. Cuộn này thì nó còn mới chưa qua sử dụng, tem mác còn nguyên. Cuộn này thì nó nặng là 1 kg, nặng 1 kg ạ. Đây, trên nó có dập chữ Japan này, Nano One này, Nano One Japan. Đây, tem mác còn nguyên. Này H15 là 100.000 một cuộn. H15 100. Mã số tiếp theo H16 ạ. H16 là một cái bộ bánh xe. Nó gồm 4 cái bánh xe này. Nó gồm 2 cái bánh trước và 2 cái bánh đằng sau. Thì 2 bánh đằng sau thì nó có cái khóa bánh xe này. Và bánh xe này thì nó có đường kính là 7 cm. Và bề ngang cái bánh xe là 3 cm. Bề ngang bánh xe 3 cm. Và còn mới chưa qua sử dụng. Cái bánh xe này thì nó trọng, nó tải được khoảng là 500 kg, 4 bánh ạ. Khoảng nửa tấn. Đây. Cái khung của nó rất là dày nhá, nó làm bằng thép không gỉ và nó dày khoảng tới 3 ly ạ. 3 ly. Rất là dày. Một bộ như này nó nặng là khoảng 2,4 kg. Cái này là nó là H16. Bộ này H16 nó là 290.000, còn rất là mới. Có bạc đạn vòng bi này. H16 là 290.000. Mã số tiếp theo H17 ạ. H17 là một cái bộ bánh xe nhỏ.
Một bánh xe này thì nó có hai cái bánh sau thì nó có khóa nhá bác. Đây này. Nó có khóa đấy. Nó có khóa bánh. À, đường kính của cái bánh này thì nó đường kính của nó khoảng 4 cm, đường kính 4 cm. Bề ngang của bánh là 2 cm, bề ngang bánh 2 cm. Và này bánh nhỏ thì bốn bánh này thì nó có tải trọng được khoảng là 150 kg, 150 kg. Cũng còn mới, chưa qua sử dụng này, còn mới. Bánh là bằng nhựa cứng. H17 nó là 150.000. Cái mã số tiếp theo là H18 ạ. Mã số tiếp theo H18 là một cái thùng đồ nghề của Tunbook. Thùng đồ nghề này nó có chiều dài là 42 cm, chiều cao của thùng là 14,5 cm và chiều ngang của nó là 21 cm ạ. Chiều cao 14,5, chiều ngang 21 và chiều dài là 42. Đây, có hãng Tunbook được dập nổi trên cái mặt thùng này, và có cái thùng thì nó có cái quai sách này, và nó hai bên thùng nó có hai cái khóa đấy, hai cái khóa nắp thùng. Và cái thùng đồ này thì nó còn mới nguyên, chưa qua sử dụng này, chưa có một vết chảy xước gì hết ạ, còn mới nguyên thôi. H18 là 350.000, 350.000. Mã số tiếp theo H19 ạ. Mã số tiếp theo H19 cũng một cái thùng đồ nghề. Thùng này nó có chiều dài là 42, chiều cao của thùng là 11 và chiều ngang của cái thùng là nó khoảng 17. Thùng này thùng nhỏ hơn này, nó cũng tương tự như thùng kia, hãng Tunbook này, và hãng Tunbook được dập nổi trên mặt thùng, có quai sách và có hai khóa, và cũng còn mới, chưa qua sử dụng, còn mới tinh luôn, chưa qua sử dụng. Này H19 đó là 270.000. Mã số tiếp theo H20 ạ. H20 là cái lưỡi xẻng trong quân đội của Nhật. Lưỡi xẻng này thì nó có chiều dài là 21,5 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 15,5 cm. Lưỡi này thì nó còn mới, chưa qua sử dụng, hàng nó người ta sản xuất trong quân đội mà chắc tồn kho, người ta không dùng đến nên người ta hủy, người ta tuồn ra ngoài. Đây, cán của nó thì cũng được làm bằng ống thép mà người ta đã cắt cụt đi rồi nha bác, cắt cụt đi rồi. Về các bác có thể hàn lối thêm cán dài này này, hai bên nó có hai cái con ốc để siết này, có thể gập lại làm thành cuốc hoặc là duỗi ra làm thành xẻng được nha bác. Lưỡi thì nó dày, rất là dày và cứng, dày khoảng 3 ly. Và một mặt thì nó có mài vát đi để mình có thể mài bén lại, để mình vừa đào vừa sới vào, hoặc là mình chặt cành, chặt cây được. Này nó của hãng là Motohamono, và nó có thêm mấy cái hãng khác nữa. Giống như cái này thì nó của hãng là Asahi đó. Cái này là H20 là 150.000 một lưỡi như thế này nhé bác. Số tiếp theo là H21. H21 là một cái cây xẻng vuông, chiều dài lưỡi của nó là 30 cm, chiều ngang lưỡi của cây xẻng này là 24 cm. Xẻng thì chưa qua sử dụng, và lớp sơn mạ bên ngoài thì trong quá trình vận chuyển thì nó cũng có bị chảy xước, bong chóc sơ sơ một tí nhá, nhưng mà nó còn tương đối là đẹp ạ. Cán thì được làm bằng, nó được hàn liền với lại cán bằng ống thép, được hàn liền với lại lưỡi xẻng luôn. Này H21 là 270 ạ. H21 270. Mã số tiếp theo H22. H22 là một cái cây kéo tỉa hàng rào. Cây này thì nó có chiều dài là khoảng 70 cm. Cán làm bằng cán gỗ, tay cầm thì nó có sơn mạ, lớp sơn màu đỏ này. Cán còn rất là đẹp nha các, còn đẹp. Đây phần lưỡi này. Lưỡi cắt của nó khá là dài. Đây. Lưỡi cắt nó dài khoảng 20 cm đấy, 20 đến 22 cm. Và mặt trong của cái lưỡi nó có dập chữ và có dập logo hình trái bầu này, rất là đẹp ạ. Lưỡi hai lớp thép và bề mặt lưỡi thì cũng còn đẹp và không rỉ sét gì hết ạ. Đó. Đây, chữ được dập ở mặt trong của lại của lưỡi kéo, rất là đẹp luôn ạ. Cái này H22 nó là 240.000. Mã số tiếp theo H23 là một cái cây liềm ạ. Cây liềm này thì nó có chiều dài là 16 cm,
bản của nó, rộng của nó là 4 cm và độ dày của lưỡi niềm thì nó dày là khoảng 4,5 ly ạ. Lưỡi niềm dày 4,5 ly. Lưỡi mài vát một mặt và hai lớp thép. Mặt bên này thì nó có dập chữ và dập một cái logo giống như hình một ngọn núi và bên dưới có hình con ngựa này. Cán của nó đây, cán gỗ còn chắc chắn. Cái này thì người ta có cắt một vết nhỏ ở đây nhưng mà nó còn rất là cứng nha bác, không có vấn đề gì đâu. Này có một vết cắt nhỏ ở trên cán nhưng mà còn rất là cứng, không có vấn đề gì. Này H23 nó là 280 ngàn. Mã số tiếp theo H24. H24 là một cái cuốc chim. Cái cuốc này thì nó có chiều dài lưỡi cuốc, chiều dài là 20,5 cm và một đầu là đầu cào ba răng này, một đầu là đầu nhọn. Đầu cào ba răng nó có chiều ngang là khoảng 5,8 cm. Đây, nó cũng còn đẹp đấy, còn nguyên lớp sơn mạ này, nó có bị chảy xước bong chóc sơ sơ một tí thôi. Cái này H24 là 150 ngàn. Và số tiếp theo H25 là một cái cây bào gỗ. Cái này nó có chiều dài là 27,5 cm, chiều ngang của cây bào là 8,5 và độ dày cây bào là nó dày khoảng 3 cm. Đây, bào lưỡi bào rất là đẹp nha các. Nó có dập chữ nhật và nó dập hình một con rồng ở trên lưỡi bào này. Đó, hàng rất là đẹp. Cái nêm của nó thì cũng có dập chữ nhật luôn ạ. Cái bào này là H25, nó là 320 ngàn. Và số tiếp theo H26. H26 là một cái cây thước thủy, nó của hãng là cây thước thủy, nó của hãng có hình con chim cánh cụt này, hãng có hình con chim cánh cụt. Cái thước thủy này thì nó dài là 30 cm và nó có 3 cái đồng hồ cân nước, là một đồng hồ chéo này, ngang và đồng hồ dọc. Cái này thì cái này nó của hãng Singoa đấy. Singoa là nó có hình logo hình con chim cánh cụt. Và thước còn rất là đẹp và mới nha bác. Đây, còn rất là đẹp luôn. Tem mác còn nguyên ạ. Cái thước thủy này H26 là 200 ngàn. Đây nó có dính một vài vết ố, về các bác tẩy rửa vệ sinh lại là nó sẽ là nó đẹp nha. Rồi còn rất đẹp đấy. H26 là 200 ngàn. Và số tiếp theo H27 là một cái cây mỏ nết lăng, nó của hãng là Notter. Cái này thì chiều dài, cái này là size là 350 mm, của hãng Notter, có logo hình con tôm này và lớp sơn mạ ở trên cây ấy này thì nó cũng bị bong chóc đi một phần rồi, nhưng còn cái phần răng của nó thì còn rất là sắc bén các bác, không có bị chảy trượt gì hết. Cái răng của những cái cây mỏ nết răng thì thường là rất là cứng nên nó ít, hiếm khi nó bị chảy trượt các bác. Này về bác nào mà làm về ống nước rồi hoặc về ống nước hoặc ấy thì mua mấy cây này về mở vặn ống nước này rất là ngon luôn. Này H27 là 200 ngàn. Mà số tiếp theo H28 ạ. H28 là một cái cặp cảo kẹp gỗ. Cặp cảo này thì đây, nó còn gần như là mới, chưa qua sử dụng, còn mới nguyên. Miệng kẹp mà chiều dài của nó là nó dài 25 cm này, chiều dài 25 cm. Và cái bề ngang miệng của nó là nó khoảng 6,5 cm và còn mới. Này nó có dính keo về, các bác cậy ra là xong nhá. Nó dính cái keo ạ, keo nó dính. Còn mới nguyên ạ. H28 nó là 230 ngàn, cặp cảo. Và số tiếp theo là H29 ạ. Là một cái cây độc cây độc sắt. Cái này nó có chiều dài là 21 cm. Chiều ngang lưỡi của nó là 6 cm. Chiều ngang lưỡi là 6 cm ạ. Đây. Cái này ở một cạnh của nó thì nó có mài vát đi để mình có thể mình dùng mình chặt sắt ở bên hạnh cạnh bên hông được này quá. Đó. Và lưỡi của nó đây, lưỡi cũng còn đẹp. Lớp sơn mạ ở phần đầu lưỡi có bị bong chóc một tí. Cán thì tay cầm thì được bọc một lớp cao su bên ngoài này, tem mác thì còn nguyên, còn cũng còn đẹp. H29 cây này là 180. Và số tiếp theo H30 ạ. H30 và là một cái cây độc của hãng Mokuba, độc lưỡi cong. Cây này nó có chiều dài là 50 cm, chiều dài 50 cm. Tay cầm thì
nó được bọc cao su bên ngoài, nó cái này thì nó dính sơn dính ấy, nó hơi bẩn một tí nhưng mà nó còn lành nặng đấy, của hãng Mokuba. Đây, cái bề ngang của cái lưỡi độc này, bề ngang lưỡi độc là 4,5 cm, lưỡi nó hơi cong nhẹ một xíu, lưỡi hơi cong nhẹ, bề ngang 4,5 cm. Và cây này nó là H30, nó là 190.000, H30 190.000. Mã số tiếp theo là H31 ạ. H31 là một cái lưỡi độc bê tông lớn. Này, chiều dài của lưỡi là nó là khoảng 40 cm. Và bề ngang cái lưỡi này thì nó là khoảng tầm 11 cm. Lưỡi độc bê tông nó cũng khá là dày, nó dày khoảng 8 ly, dày 8 ly. Cũng còn đẹp đây các bác. Lưỡi độc bê tông này là H31, nó là 300.000. Mã số tiếp theo là H32. Là một cái cây bay xây. Cây này là bay xây, là bay đúc nha bác. Đây này, cái cán của nó được đúc liền nguyên khối với lại cái lưỡi bay luôn, nên nó rất là bền. Thường là người ta, cái cán là người ta nắp lời nó hay, người ta hay làm chốt thì nó không được bền bằng cái loại mà đúc như thế này. Cái bay của nó thì lưỡi bay nó hình là cái búp sen. Chiều dài của lưỡi bay là nó dài là khoảng 15,5 cm. Chiều ngang của nó là 14 cm. Và lưỡi thì còn đẹp, chưa có bị rỉ sét gì hết ạ. Không có bị rỉ sét gì. Cán nó bằng cán gỗ, có tem mác mà nó bị bong chóc rồi nha bác. Cái cây bay này là H32, nó là 150.000. Mã số tiếp theo là H33. Nó là một cái cuộn thước dây. Cái cuộn thước dây này thì nó dài là 10 mét nha bác, 10 mét. Đây có dấu nội địa Nhật này, và dây thì nó còn đẹp và còn lành nặng Tokyo. À, cuộn thước này dài 20 mét, dài 20 mét luôn ạ. Đó, cuộn thước dây này thì nó dài 20 mét. Đây, 20 mét, em tưởng là 10 mét cơ, không, dài 20 mét, rất là dài nha bác. Dây thì còn đẹp. Đây, dây còn đẹp và còn lành nặng, em đã kiểm tra hết rồi ạ. Cuộn thước dây này là nó của hãng là Tajima, có dấu nội địa Nhật ạ. H33 170.000, H33 170. Mã số tiếp theo H34 ạ. Là một cái súng bắn kim. Súng bắn kim, cái này thì ở bên ngoài thì nó làm bằng nhựa. Và cái này, súng này thì vẫn còn xài hoạt động bình thường nhá các bác. Đó. Này thì các bác về bắn thùng bìa cáp tông hoặc là giấy, bắn kim hoặc là bắn gỗ cũng được nha bác. Đó, cây này nó là H34, nó là 130.000. Mã số tiếp theo H35 ạ. Là một cái cặp tô vít, nó gồm hai cây. Có một cây này. Một cái cây tần lớn này thì nó có chiều dài nào 26 cm, và nó là vít đóng nha bác. Đây, đầu đóng của nó thì còn đẹp, chưa có bị chảy trượt gì hết. Này, nó của hãng là Champion Made in Japan này, Champion Made in Japan. 8,5mm nhân với 150mm này, 8,0mm ạ. Đầu là đầu cộng này các bác, đầu cộng. Và nó có nam châm để hút đinh nha bác. Nó có từ tính ở đầu á. Và cây ấy này còn mới này, còn mới nguyên ạ. Và thêm một cái cây tô vít nữa. Cây tô vít này nó cũng của hãng Champion Made in Japan. Vít này là vít thường, nhưng mà cái đầu vít thì nó có thể tháo rời ra được nha bác. Nó có hai cái đầu, một đầu cộng và một đầu trừ này. Mình xài đầu nào thì mình xoay, mình chuyển đầu thôi. Đó. Và cây vít này thì còn mới, chưa qua sử dụng. Chiều dài của nó là 24 cm. Một cặp tô vít này, một cây vít đóng, một cây vít thường này là H35, nó là 120.000. Mã số tiếp theo H36 ạ. Mã số tiếp theo H36 là một cái cây cưa gấp của hãng ARS Made in Japan này. Cán thì nó bằng nhựa, tem mác thì còn nguyên này. Và lưỡi cưa đây. Lưỡi cưa thì nó dài là khoảng 18,5 cm ạ. Lưỡi thì còn sắc bén, răng thì không có bị cong vênh sứt mẻ gì hết ạ. Bề mặt lưỡi thì nó có dính những cái vết ám ố đen đen mà nó không có bị rỉ sét gì đâu. Đó, nó có một cái khóa để khóa lưỡi nữa. Một cái khóa lưỡi. Cây này nó là H36, là 150.000, H36 ạ.
Mã số tiếp theo là H37. H37 là một cái cặp đầu búa nhổ đinh. Nó gồm hai cái đầu búa, nó có kích thước cân nặng giống nhau này. Đầu chữ V nhổ đinh còn đẹp này, không có bị chảy trượt gì. Này hình như là hàng chưa qua sử dụng và người ta chưa có chêm cán ấy. Đầu đóng đinh là đầu vuông và có vân chống trượt. Một cái đầu búa như này nó nặng là 400g nha bác. Hai cái là nó là 800g đấy. Đây các bác chêm cán lại là xài thôi. Vừa đóng đinh vừa nhổ đinh được. H37 là 120.000 một cặp. Mã số tiếp theo là H38. Mã số tiếp theo là H38. H38 là một cái cây búa nhôm, búa giã thịt bằng nhôm. Cái búa này thì nó có hai đầu, một đầu là nó có răng này. Răng và một đầu thì nó đó là đầu dẹp, đầu vuông, đầu dẹp. Và nó làm bằng nhôm nguyên khối. Cái búa này thì nó có trọng lượng là 200g, 200g H38, cái này 120. Và số tiếp theo H39 là một cái cây búa nhổ đinh. Cây này thì nó của hãng là Yamaguchi nha bác. Hãng của nó là hãng Yamaguchi. Nó có logo hình cái vương miệng ở trên đầu búa này. Và cái đầu chữ V thì cũng còn đẹp này, không có bị chảy trượt gì ạ. Đầu đóng đinh này, đầu đóng đinh có vân chống trượt cũng còn đẹp. Và cán thì còn khá là mới, cán khá là mới. Cái cây búa này thì nó có trọng lượng là 500g. Này H39 nó là 250.000, búa còn rất là đẹp. Và số tiếp theo là H40, là một cái cây búa nhổ đinh của hãng là Bakuma. Bakuma có logo hình con gấu ạ. Cái tay cầm thì có bọc cao su bên ngoài thì còn đẹp, không có bị chảy xước gì ạ. Cán thì làm bằng ống thép không gỉ. Và đầu búa đó, đầu búa thì nó có đầu chữ V cũng còn đẹp, không bị chảy trượt gì ạ. Đầu đóng đinh, đầu tròn, có vân chống trượt này. Đấy. Và cái búa này thì nó nặng là 500g. Này H40 là 200.000, H40 200. Rồi tiếp theo H41 là một cái cây búa bi, nó của hãng Maruki ạ. Cây búa bi. Đây, nó có chữ Nhật được dập trên đầu búa luôn và dập hãng nữa. Đầu búa thì còn đẹp, đầu đóng đinh này, không có bị chảy trượt gì hết. Đầu bi cũng thế ạ. Này làm mà rèn thủ công, đầu bi cũng còn đẹp, không có bị chảy trượt gì hết. Cán còn chắc chắn ạ. Cây búa bi này thì nó có trọng lượng là 450g ạ, 450g. H41 nó là 160.000. Và số tiếp theo H42 là một cái cây kìm kẹp hàn. Cây kìm bấm kẹp hàn. Cây này nó có chiều dài là 27cm và nó của hãng Vyrip. Vyrip là hãng của Mỹ ấy. Có logo hình hai cái bàn tay bắt vào nhau này của hãng Vyrip. Đây. USA này. Bên này thì nó có dập chữ USA nhỏ nhỏ, hơi mờ. Cái lớp xi mạ bên ngoài thì nó cũng có bị trong bong tróc rồi, nhưng mà cây này thì vẫn xài bình thường nha bác, của Mỹ. Này H42 nó là 300.000. Mã số tiếp theo là H43. H43 là một cái bàn, là một cái bàn tính số cổ nha bác, bàn tính số cổ. Cái này thì nó có chiều dài là 31cm, chiều ngang của nó là 6,5cm. Cái bàn tính số cổ này nó gồm nó này nó làm bằng gỗ này các bác, và nó còn nguyên tem mác nha bác. Đây nó có tem mác ở mặt trong của nó, ở bên trong người ta có dán tem dán mác. Đây có hai cái tem nhỏ nhỏ này các bác, hai tem nhỏ và chữ Nhật ạ. Cái này thì nó có là tổng là 21 hàng này, chiều dài là tổng là 21 hàng, và mỗi hàng của nó thì nó có là năm cái hạt này, bốn cái hạt bên dưới và một cái hạt bên trên. Cái này các bác mua về trưng bày sưu tầm thôi. Này H43 là 250.000 ạ. Còn rất là đẹp nha các bác, còn đẹp nguyên nữa. H43 là 250.000. Số tiếp theo H44 ạ. Là một cái ổ khóa dây chống trộm, khóa xe nha các bác. Này thì các bác có thể mua về để mình để khóa chống trộm cho xe đạp, xe máy các loại này. Đó, cái khóa này thì nó còn mới, cũng chưa qua sử dụng, còn nguyên hộp đấy các bác. Còn nguyên hộp, chưa qua sử dụng. Khóa dây này nó dài là
1,5 m, và cái sợi cáp của nó là cáp 10 mm, cáp 10 mm. Đấy, và nó có chìa khóa này, có hai chìa khóa, khóa dây này. H44 là 150 ngàn. Mã số tiếp theo H45 là một cái bộ vít mini. Cái bộ vít này đây, nó có cái hộp và thì bằng giấy này, có cả chữ Nhật đấy ạ. Nên nó của hãng là Prison Tool, chữ Nhật này. Đây, trong bộ vít này thì nó có rất là nhiều chi tiết khác nhau. Để em mở đây cho các bạn. Đây ạ. Nó gồm rất là nhiều chi tiết nha các bác. Cái này thì nó có đầu cộng này, cộng trừ 1, trừ 2, 0. Đây đây, nó có 6 cái tô vít cộng này, và một cái búa mini này. Và cái này không biết làm gì ạ. Và nó có một cái đầu này dấu này, có một con dao rọc giấy, và nó có thêm là cũng 6 cái đầu vít trừ. Cái này là bộ vít mini. Cái này thì bác nào mà sửa đồng hồ điện tử hoặc là sửa thiết bị điện tử, điện thoại các loại thì các bác mua loại này về xài này. Cán thì bằng nhựa và nó có rất là nhiều màu sắc khác nhau. Một cái bộ như thế này là H45, nó là 300 ngàn. Nó gồm tổng cộng là khoảng 16, gồm 16 chi tiết, gồm cả vít rồi lại dao rọc giấy rồi một số cái chi tiết khác nữa. Gồm 16 chi tiết tổng cộng. H45 là 300 ngàn. Mã số tiếp theo H46 là một cái hộp độc mini. Cái hộp độc này nó gồm có 5 cái mũi độc nha bác. Nó có cái hộp đựng mũi độc thì nó bằng nhựa. Đây, còn mới, tem mác còn nguyên này quá. Còn mới còn đẹp. Và nó gồm 5 cái lưỡi độc như thế này. Chiều dài của lưỡi độc là, chiều dài cây độc là nó dài 16 cm. Nó gồm có một cái đầu độc lưỡi chữ V này, lưỡi chéo này, một cái đầu lưỡi ngang này, một đây cây độc lưỡi cong này, và một cái cây độc lưỡi cong nhỏ, gồm 5 cái. Và tay cầm thì nó được làm bằng cao su và nó có 5 màu khác nhau ấy, rất là đẹp luôn. Và mới, còn mới, lưỡi còn mới, còn sắc bén này, không có bị gam mẻ gì hết ạ. Cái này thì cái này là H46 là 150 ngàn. Cái này thì các bác có thể mua về độc hoặc là mua về mình khoét tượng cũng được nha bác. Mình khoét tượng mũi độc mini là mình để mình khoét tượng, khoét thạch cao, khoét tượng thạch cao chẳng hạn. H46 180. Mã số tiếp theo H47 là một cái bộ vít sửa điện thoại, bộ vít mini sửa điện thoại. Sửa điện thoại nó gồm có là 4 cây vít trừ và 2 cây vít cộng, và cũng còn rất là mới nha bác, mới và đẹp này. Này mình có thể mua về sửa đồng hồ điện thoại này, bộ vít mini. Vít trừ thì nó là 3 mini này, 2,4 mini, 2,0 mini, 1,4 này. Còn vít cộng là cộng 0 và cộng 1, cộng 0 cộng 1. Đó, còn mới có hộp thì được làm bằng hộp nhựa, hộp đựng mũi vít bằng nhựa, gồm tổng cộng là 6 mũi vít. H47 đó là 150 ngàn. Mã số tiếp theo H48 là một cái bộ vít, một bộ mũi khoan tháp chứ. Cái bộ mũi khoan tháp này thì nó gồm có tổng cộng là gồm có 5 cái mũi khoan nha bác. 5 cái mũi khoan thì nó từ nhỏ đến lớn này, và nó chia hệ số inch. Mũi khoan nhỏ nhất là nó từ 3/16 1/2 này, và mũi số 2 là 1/8 1/2 này, số 3 1/4 3/4, số 4 nó là 3/16 đến 7/8, còn số 5 là 1/4 đến -1 và đến 3/8. Và đi kèm ngoài 5 cái mũi vít ra, ngoài 5 cái mũi khoan tháp ra thì người ta còn, cái bộ này thì nó còn có thêm một cái nữa là, đấy là cái này là cái cây lấy dấu tự động này. Đó, cây lấy dấu tự động. Cái này thì mình chỉ cần mình ấn nó xuống là nó sẽ lấy dấu được nha các bác. Nó có lò xo bên trong ấy nên nó lấy dấu tự động được. Một bộ vít như này nó là mã số là
H48 là 250.000, H48. Mã số tiếp theo H49 là một cái cây bấm lỗ dây thắt lưng. Chiều dài của nó là 22 cm và nó làm bằng thép không gỉ, còn đẹp. Và trên cái cây bấm dây bấm lỗ thắt lưng này thì nó có dập chữ Japan này. Nó gồm có 6 cái đầu bấm lỗ từ nhỏ đến lớn và cái đế của nó thì được làm bằng đế nhôm. 6 cái đầu bấm này thì nó lưỡi nó còn sắc bén mà không găm mẻ gì hết nha bác. Em đã kiểm tra kỹ rồi ạ. H49 là 108. Mã số tiếp theo là H50 là một cái cây kéo cắt tôn lưỡi cong. Cái này nó có chiều dài là 24,5 cm. Kéo cắt tôn thép không gỉ và lưỡi cong. Lưỡi cong. Lưỡi này thì nó là ghép hai lớp thép nên nó rất là bén nhá. Lưỡi còn sắc bén không găm mẻ gì hết ạ. Và trên cán của cây kéo này nó có dập chữ Nhật rất là đẹp đấy. H50 cây này là 100. Và số tiếp theo H51 là một cái cây kìm mỏ quạ của hãng Top. Cây này nó có chiều dài là 25 cm. Kìm mỏ quạ của hãng Top. Nó cũng làm bằng thép không gỉ. Và cái miệng kẹp của nó thì mở rộng tối đa ra được là khoảng 3,5 cm. Răng thì còn đẹp không bị trầy trượt gì hết. Răng còn sắc bén, còn đẹp không bị trầy trượt gì. Của hãng Top. Cây này là H51 là 130. Mã số tiếp theo H52 là một cái cây kéo cắt tôn. Chiều dài cây kéo này là 26,5 cm. Nó làm bằng thép nguyên khối luôn. Nó đúc nguyên khối từ cán kéo đến lưỡi kéo đúc nguyên khối. Và lưỡi kéo thì nó dày khoảng 7-8 ly, rất là dày. Lưỡi còn sắc bén không găm mẻ gì hết nha bác. Và cái con ốc nó có cái con ốc chốt này, mình có thể tháo rời ra được để mình vệ sinh hoặc mài bén lại lưỡi kéo đấy ạ. Trên cán kéo thì nó có dập nổi chữ của Nhật. Đó, hai mặt đều dập nổi chữ của Nhật. H52 là 108. Mã số tiếp theo là H53 là một cái cây kéo tỉa của hãng Bunny Japan. Cây kéo tỉa này nó có chiều dài là 21,5 cm. Cán thì làm bằng cán nhựa và nó có chốt cài ở giữa chỗ phần lưỡi kéo này. Cái cây kéo này nó có hai phần lưỡi, một phần lưỡi cắt là nó hình thẳng, còn một phần lưỡi cắt là nó ngang, nó vuông góc với nhau đấy, nó vuông góc với nhau. Này giống như mình kê cái, ví dụ mình kê cái cành vào thì giống như cái bên lưỡi ngang này nó sẽ đỡ cái cành đấy, là còn cái lưỡi cắt dọc này thì nó sẽ cắt. Lưỡi còn rất là bén các bác, nó của hãng Bunny Japan. Bunny Japan dập chìm trên cái cây kéo. Cây kéo tỉa này nó là H53, 150.000. Mã số tiếp theo H54 là một cái cây kéo cắt cành lưỡi cong. Cái này chiều dài của nó là 20,5 cm. Kéo cắt cành đúc lưỡi cong. Đây, lưỡi của nó kiểu dạng lưỡi cong nhé bác. Cái này mình về cắt cành hoặc tỉa cành, tỉa lá, bonsai các thứ đều được nhé. Ốc thì bằng đồng. Ốc bằng đồng, cán thì là bằng cán đúc và có chốt cài bằng da, còn đẹp này. Và trên cán của cây kéo thì nó có dập này, chữ Nhật rất là đẹp đấy. Lưỡi còn sắc bén không găm mẻ gì hết ạ. Cây kéo này là H54 là 850.000. Đây, có dập chìm chữ Nhật đó. H54 850.000. Mã số tiếp theo H55 là một cái cây kéo cắt tóc của Ý nhá mà. Đây này, Italia, cây kéo cắt tóc của Ý ạ. Cây kéo cắt tóc này thì nó có chiều dài là khoảng 19 cm, chiều dài 19 cm. Lưỡi thì còn sắc bén không găm mẻ gì hết nhá. Cái mặt trong của nó này thì nó hơi ố đen tí, về các bác vệ sinh thêm nhá. Còn bên ngoài làm bằng thép không gỉ, rất là đẹp. Còn rất là đẹp. Kéo cắt tóc của Ý, Italia. Có mã số này bác. 0900 71/2. Bên này có hãng của nó, mà hãng nó bằng tiếng Anh. Hãng bằng tiếng Anh. Này mua về, các bác mua về để thỉnh thoảng tỉa tóc cũng được này. Này H55 nó là 150.000. Và số tiếp theo H56 là một cái cây kéo con cá. Cái này thì chiều dài cây kéo là 16,5 cm. Và lưỡi thì cũng còn sắc bén không găm mẻ gì hết ạ. Không gì xép gì. Và trên bề mặt lưỡi kéo với cán kéo thì người ta có dập vân búa thủ công rất là đẹp đấy. Đó. Cái này rất là đẹp.
cái chốt nó thì nó giống hình bông hoa này, chốt giống hình bông hoa. Cái này là hát giống hình bông hoa cúc. H56 là 200.000, 200. Mã số tiếp theo H57 ạ. Mã số tiếp theo H57 là một cái cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó là 17,5 cm. Bản của nó rộng là 5 cm và độ dày của nó. Độ dày của nó là 5,5 ly. Đây. Cái này bề mặt lưỡi dao thì em đã vệ sinh qua rồi nên nó cũng còn tương đối là đẹp đấy. Lưỡi mài một mặt thép hai lớp thép cán gỗ này. Cây này là H57, nó là 230.000. Đây, lưỡi đã vệ sinh qua rồi ạ. Đã trà rũa rồi, rất là đẹp. H57 là 230.000. Và số tiếp theo H58 là một cái cây dao chặt. Chiều dài lưỡi của nó 16 cm. Bản rộng của nó là 5,5 cm. Và độ dày của cây dao này, nó dày 6 ly. Cây dao này nó là của hãng là C-Max mà nó có mã số luôn này, AO699. Lưỡi mài hai mặt và ở phần đầu của nó có cái mỏ để chống trượt và còn khá là mới, còn nguyên lớp sơn mạ đấy, cán còn mới còn đẹp. Này H58 là 330. Mã số tiếp theo H59 là một cái lưỡi dao chặt. Chiều dài lưỡi là 14 cm, chiều ngang lưỡi của nó là 6,3 cm và độ dày của nó là nó dày 7 ly. Cái lưỡi dao chặt này thì lưỡi mài hai mặt và thép là lõi thép ba lớp thép. Bề mặt của nó thì nó cũng có bị rỉ sét một tí nhá, về các bác có thể mình trà rũa mài sâu vào thêm nó thì nó sẽ bớt cái vết rỉ sét này thì nó đẹp, nhưng mà hơi mất công tí. Cái này là H59, cây này là 200.000. Mã số tiếp theo là H60. H60 là một cái cây rìu bổ củi. Cây này size lớn, chiều dài lưỡi nó 24 cm. Chiều ngang lưỡi của cây rìu này là 7,5 cm. Bề mặt lưỡi rìu thì còn rất là đẹp nha các bạn. Bề mặt đẹp, nguyên sáng bóng, không bị vết rỉ sét gì hết. Chữ thì ở trên gần đầu rìu nó có chữ được khắc thủ công này. Còn mặt bên này thì chữ cũng được dập chữ Nhật ở mặt một mặt và một mặt thì chữ khắc thủ công. Cán thì nó cũng còn đẹp và chắc chắn, cán nó dài khoảng là 60 cm. Cái này là H60 là 450.000, H60 450.000. Mã số tiếp theo H61. H61 là một cái lưỡi rìu bổ củi. Chiều dài lưỡi của nó là 20 cm. Chiều ngang lưỡi của nó khoảng 7,5 cm. Lưỡi rìu này thì cũng còn đẹp này các bạn. Bề mặt thì còn láng mịn, không có vết rỉ sét gì hết. Và cái lưỡi rìu này nó cũng cực rất là dày, nó dày tới 4 đến 5 cm. Và nó có trọng lượng gần 1,7 kg. H61 nó là 320.000. Và số tiếp theo H62 là một cái cây liếc dao. Cây liếc dao này nó có chiều dài của nó là 43 cm cả cán ấy. Cán của nó thì làm bằng cán nhựa và nó ở phần đuôi cán nó có cái móc để treo liếc này. Liếc này là dạng liếc mặt cong, liếc dao mặt cong. Đây, liếc còn đẹp nha các bác. Cái phần lưỡi liếc thì nó dài là tầm 30 cm, dài 30 cm. Made in Japan. Cái này là H62 là 250.000 cây liếc này. Và số tiếp theo H63 là một cái cây liếc dao kim cương size nhỏ. Cái này chiều dài cả cán nó là 24 cm. Cán thì nó làm bằng nhựa và trên cán nó cũng còn cái tem mác của Nhật ạ, chữ của Nhật này. Đây, liếc dao kim cương, mặt liếc thì còn đẹp này quá. Nó có hai mặt, một mặt thô và một mặt mịn hơn nhá, hai mặt. Ở phần trong thì là nó tròn này, còn bên ngoài thì nó dẹp hơn xíu. Đó, cái này thì mình liếc lưỡi dao, lưỡi kéo rất là hợp lý. Cái này là H63, nó là 170. Và số tiếp theo H64 là một cái cây dao Nakiri thép thủ công 3 lớp của hãng Kiza. Chiều dài lưỡi cây này nó là khoảng 15,2 cm. Bản rộng là 5 cm. Và độ dày của nó là... Độ dày là khoảng
xấp xỉ 4 ly đây, 4 ly và nó mỏng dần về mũi dao. Cây này thì nó làm bằng thép thủ công 3 lớp và nó của hãng Kiza. Nó có logo hình quả bầu trên lưỡi dao nữa, người ta dập logo hình quả bầu. Này nõi của nó hãng Kiza, nõi thép thủ công thì thường người ta làm thép giấy xanh. Cán gỗ bát giác H64, cây này 270. Mã số tiếp theo H65 là một cái cây dao đề 3 theo thủ công, chiều dài lưỡi của nó là 15,5 cm, bản rộng của nó là 5 cm và độ dày của cây dao này, độ dày của nó là nó dày 7 ly ạ, dày 7 ly. Đây, cái này lưỡi mài một mặt thép 2 lớp và trên bề mặt lưỡi dao chữ được khắc thủ công rất là đẹp trên bề mặt lưỡi dao đấy, người ta khắc rất là nhiều chữ ạ, hai mặt không có gì xét gì hết ạ. Cái này cán thì bằng cán gỗ H65, cái này là 300 ngàn 300. Mã số tiếp theo H66 là một cái cây dao gọt trái cây của hãng Akatsuki, thép 3 lớp. Cái này cả cán nữa là tổng chiều dài nó khoảng 19,5 cm, cán là bằng cán gỗ này, còn lưỡi của nó là bằng lưỡi thép không gỉ và 3 lớp thép đây, cái vân thép ghép này 3 lớp của hãng Akatsuki, thép carbon không gỉ 3 lớp. Cái này H66 130, cái này thì mình để tái hành tỏi hoặc là gọt trái cây được này, H66 130. Mã số tiếp theo H67 là một cái cây dao lọc giấy của hãng Cutter Glide, made in Japan, có chữ Nhật này, tem mác còn nguyên. Cây dao lọc giấy này thì nó có chiều dài là 16 cm và cán của nó làm bằng cán nhôm này, tay cầm bên ngoài thì nó bọc cao su bên ngoài đây, còn mới, hàng mới chưa qua sử dụng. Cây này nó là H67, là 100 ngàn. Hôm nay thì em có lên được 167 mã hàng trên video. Các bác theo dõi video thấy món đồ nào nó phù hợp với công việc rồi mục đích sử dụng của mình và giá cả hợp lý thì ủng hộ giúp em với nhé. Em xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Em xin chào tạm biệt các bác ạ.